Đăng Nguyên Entertainment và Trầm Hương Nguyễn xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Xin cảm ơn quý vị đã đến chương trình đại nhạc hội Ánh Sao Đêm với buổi Gala Music Party ngày hôm nay, với sự góp mặt của rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ từ khắp nơi, và đón chào quý vị khán giả khắp nơi từ các tiểu bang và từ khắp nơi trên thế giới. Người đồng hành với Đăng Nguyên partner là chị Trầm Hương Nguyễn. Không có chị là coi như là show sẽ không có thành được. Nên vì á, đây là cái người nhân vật chính. Trầm Hương Nguyễn rất là giỏi. Cô ấy đứng đằng sau lưng của Đăng Nguyên Entertainment để mà hỗ trợ. Đăng Nguyên đoạt giải thưởng cao tiếng hát từ San Jose, ngôi sao Đăng Nguyên bục sáng cả vòng trời nghệ thuật tại hải ngoại và bây giờ là khắp mọi nơi trên thế giới. Có một đứa con như Đăng Nguyên thì quá sức là tuyệt vời. Tôi rất là hạnh phúc. Thì Ngọc Huyền thương em một cái tánh là dễ thương nè, cần cù, chịu khó. Hy vọng lần này bọn anh sẽ mang tới những cái ca khúc mà mọi người đã từng rất là yêu mến live trên sân khấu, trên chương trình của anh Nguyên và chị Hương. Trầm Hương Nguyễn là một người rất là kỹ tính, nhẹ nhàng. Các em làm một chương trình show nhạc rất là kỹ tính. Với sự hỗ trợ của Trầm Hương Nguyễn, đây là một cô em gái rất rất là dễ thương luôn. Hôm nay con Lê rất là mừng là bởi vì một show nhạc quá thành công. Chúc Đan thành công. Chúc cho Đan luôn luôn thành công và thật là nhiều yêu thương của mọi người. Chương trình của Đan Nguyên và Trầm Hương Nguyễn được tổ chức rất là professional. Cảm xúc của chương hôm nay thì rất là phấn khích và chị mong là hôm nay sẽ đến bùng nổ. Thương chúc Trầm Hương Nguyễn ăn nên làm ra, đem đến những sản phẩm trầm tuyệt vời. Em chúc chị Trầm Hương và anh Đăng Nguyên thành công và thành công hơn nữa. Đang hát rất là có tài, rất có hồn. Thương chúc em Đăng Nguyên là tên tuổi của em càng sáng mãi, địa vị của em trong làng văn nghệ luôn là đứng top, và mỗi cái show diễn của em với cái tâm của em dành cho chương trình sẽ luôn thành tựu và thành tựu hơn nữa. Đêm nay chắc chắn là một đêm của Đăng Nguyên, cho nên tất cả mọi ca sĩ ai cũng đều mừng cho Đăng Nguyên khi thấy sự thành công của Đăng Nguyên. Live show của Đăng thì tiến thấy rất có giá trị bởi vì bỏ nhiều budget để làm. Kính chúc Đăng Nguyên Entertainment và Trầm Hương Nguyễn thành công mỹ mãn. Và đặc biệt nhất là với chủ đề của buổi tối ngày hôm nay, đó là Ánh Sao Đêm, là mong là quý vị sẽ ủng hộ thật nhiều cho những Ánh Sao Đêm kế tiếp do Trầm Hương Nguyễn và Đăng Nguyên Entertainment tổ chức. Phong Lê mong muốn quý vị là luôn luôn ủng hộ cho Trầm Hương Nguyễn và Đăng Nguyên trong chương trình Ánh Sao Đêm. Hôm nay Thủ Vy xin chúc cho chương trình Ánh Sao Đêm diễn ra thật là thành công, tốt đẹp. Yêu âm nhạc và cũng như là sự ủng hộ hết lòng đối với những cái tài năng của Việt Nam. Mà nếu như mà mình không có dịp đi coi ngày hôm nay thì rất là tiếc và rất là uổng. Chúc cho thành công hơn nữa những cái show sau. Hy vọng quý vị khán giả hãy luôn yêu quý và đồng hành cùng Đăng Nguyên Entertainment và Trầm Hương Nguyễn. Cũng mong các anh chị quý vị khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ Trầm Hương. Mong là show của Trầm Hương Nguyễn và Đăng Nguyên Entertainment thành công. Thấy rất là vui vì cái show đây cũng là thành công rồi. Cũng rất là vui và bay cũng từ Detroit, Michigan qua hôm nay để được tham dự một buổi văn nghệ rất là đặc biệt. Những ngôi sao số 1 của Việt Nam tại California này. Chúc show diễn của Trầm Hương Nguyễn và Ánh Sao Đêm được thành công tốt đẹp. Lê xin chúc chương trình đại nhạc hội ngày hôm nay thành công tốt đẹp và thật nhiều điều thú vị để em lần sau có nhiều thêm nhiều cái show như thế này để mọi người tới nữa. Em chúc cho anh chị lúc nào cũng sẽ được hợp tác vui vẻ với nhau và sẽ đưa cái công ty Trầm Hương Nguyễn ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Hy vọng tất cả mọi người sẽ có một ngày thật là vui tươi.
những anh chị em cô chú đã ủng hộ cho Ánh Sao Đêm, ủng hộ cho Đan Nguyên và cũng giống như Trầm Hương Nguyễn. Công ty Trầm Hương Nguyễn luôn luôn đồng hành với Đan Nguyên, và cái điều mà Xuân Trường luôn tâm niệm là đem đến cho quý vị khán giả một đêm nhạc thật là tuyệt vời. Chúng tôi luôn luôn muốn mang đến một cái gì đó nghệ thuật và tốt đẹp cho tới khán giả ở vùng Orange County. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đau em, nước mắt không đen mà trôi ngày âm thầm. Đừng buồn em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi sao nhau còn gần nhau. Thế say
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to him. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Good night. Thưa quý vị đã theo dõi những cái đoạn phóng sự vừa qua, và chắc chắn là quý vị cũng đã theo dõi trên livestream của Trầm Hương Nguyễn nguyên một chương trình đại hội Ánh Sao Đêm. Nếu mà quý vị nào có bỏ lỡ lần này thì quý vị đừng quên tiếp tục ủng hộ cho Ánh Sao Đêm. Chúng tôi sẽ dần dần đi đến các nơi trên Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới với những chương trình Ánh Sao Đêm, chương trình nghệ thuật thật đặc sắc với Đa Nguyên Entertainment, Trầm Hương Nguyễn và rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ.